Hello các bạn, tiếp tục khui một cái món đồ công nghệ mà mới có mặt tại Mai Nguyên các bạn, của hãng Bisen. Bisen là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng và khá xịn sò đến từ Trung Quốc các bạn. Thì Bisen họ chuyên làm pin cáp sạc, rồi những cái cục pin lớn để kèm pin rồi đó, rồi những cái tủ lạnh mini mình có hay review. Thì Bisen là một thương hiệu khá uy tín đến từ Trung Quốc và đáng tin cậy ha, những cái sản phẩm của họ cũng khá là tin cậy. Thì ở đây họ mới về một cái sản phẩm này mình thấy khá hay, quay cái video cho các bạn hình dung nha, coi nó là cái gì. Rồi, bóc siêu thì đây chính là một cái Bisen 3-in-1 các bạn. Bisen 3-in-1 Nightlight Wireless Charging Stand, tức là một cái đế sạc không dây có đèn ban đêm nữa, 3-in-1 đó. Rồi mặt trước nè, nó ghi nè tổng công suất của cái bộ sạc này là 15W các bạn ha. Nó có cổng C và các bạn có thể sạc được có một cái cổng A nữa ha. Đó, rồi để mở ra cho các bạn dễ hiểu. Rồi khui hộp dễ hiểu nhất các bạn ha. Đầu tiên là cho mình một cọng cáp C2C màu trắng Bisen. Rồi tiếp theo là một cái đế sạc màu trắng ha. Cái này mình nhìn sơ qua website thì mình thấy là các bạn để phòng ngủ là tuyệt vời luôn đó, một cái đế sạc màu trắng. Các bạn nào có bàn trắng thì hấp dẫn ha. Ở sau là có một cái này là input các bạn, input ngõ vào và một cái ngõ ra là A ha. Các bạn ghim cái củ sạc với cổng C vô đây. Đó, thì đây nó có biểu tượng cái đèn nè. Rồi bên đây các bạn có thể để sạc không dây cái tai nghe hoặc cái điện thoại được nè. Trên đây để sạc cái điện thoại iPhone hít vô nè, MagSafe nè. Và đây là một cái đồng hồ Apple Watch hít vô đây luôn. Đó, thì giờ các bạn mà mua một cái sạc của đồng hồ cũng mấy trăm ngàn rồi. Đó, thì đây một cái củ sạc 3-in-1 với giá rẻ nhất từ trước tới nay các bạn ha. Từ trước nay rất là nhiều hãng làm nhưng mà không có cái giá 990 đâu. 990 là một cái giá rẻ nhất từ trước tới giờ. Rồi để mình cắm vô cho các bạn coi thử nha. Đó, phía sau có một cái cổng input USB-C. Các bạn nên xài một cái củ sạc khoảng 36W trở lên, các bạn ghim vô thì nó mới phát huy hết tác dụng. Còn ở phía sau này có một cái đường đi ra cổng A nữa, thì các bạn có thể gắn cổng cáp A để các bạn sạc những cái thiết bị nào nhỏ nhỏ như tai nghe hoặc là những cái gì đó ha, ra cho nó nữa. Là phía sau đó là phần có dây, là một cái in và một cái out ha. Đặc biệt là phía trước nè, đó hay ho là hay ho phía trước này. Thứ nhất là lột đồng hồ ra bỏ vào đây, các bạn nào dùng Apple thì quá sung sướng rồi ha. Đó, tối về chỉ cần để cái đồng hồ lên đây là xong một em. Thứ hai là cái điện thoại iPhone đời mới ha, để lên đây nó hít cái bập MagSafe đó, hít cái cốc rồi hai em. Thứ ba là móc cái tai nghe AirPods hàng ngày ra đó, bỏ lên đây ha, đó sạc liền ba món ha. Cứ vậy là các bạn ngủ dậy là ba cái thứ này đi theo mình là đầy pin thôi đó. Còn cái ban đêm thì các bạn để vậy, để nằm ngang này nè đó, nó hít cái cụp vô đó, thì ban đêm là nó sẽ lên cái chế độ đó, cái chế độ đồng hồ ngủ các bạn ha, đồng hồ ngủ, và nó hiển thị cái phần sạc nằm bên đây rất là xinh xắn dễ thương, nó thành một cái sạc bàn. Thì nó là tuyệt vời dành cho những ai mà dùng Apple các bạn ha, dùng Apple, đặc biệt là bộ ba, ai các bạn nào dùng đủ tai nghe, đồng hồ và cái điện thoại iPhone. Rồi cái chỗ này có cái đèn nè, khác biệt với những cái, để coi bấm sao nó làm cái ký hiệu đây nè. À, cảm ứng nè, phía sau các bạn ơi, đây phía sau mình bấm không thấy nè, đó đã chưa, cảm ứng này nha. Rồi quay thấy cảm ứng ở đây nè, đó nhấp một cái là ánh sáng mờ, nhấp một cái ánh sáng sáng hơn chút, nhấp một cái là ba nấc ánh sáng. Các bạn chạm vào cái nút cảm ứng này ba lần để ra ba cái nấc, thì cái dàn đèn LED theo cái hình tam giác này nó đánh ra phía sau ha, các bạn để nó hắt vô trong tường hắt ra,
thì ban đêm nó sẽ hắt ánh sáng rất là đẹp theo cái hình tam giác của cái khung này. Đó, cái khung này thì nó gắn được cái điện thoại, một cái đồng hồ và ở dưới là cái tai nghe. Đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời ha, mình đem về mình để trên cái tủ đầu giường á. Cái tủ đầu giường, ngay cái giường ngủ có tủ đầu giường, các bạn để lên đó. Tối về tháo ba món này bỏ lên, ngày mai là full pin. Như vậy là xong. Thật ra cái cộng gắn thêm này mình cũng không cần. Đó, các bạn nào cần sạc thì nó làm cho các bạn có thêm một ngõ dự phòng nữa thôi, chứ thật ra như vậy là quá đủ rồi. Đó. Có một điều hơi tiếc một chút, nhưng mà với mức giá này mình nghĩ nó cũng ổn định rồi. Nhưng mà nếu mình tham lam thì mình có thể làm cái bộ này nó gập lại được nữa ha. Nó gập lại được nữa thì nó tuyệt vời hơn. Đó, nó gập được cái chân này nữa thì mình bỏ trong ba lô túi sách, mình xách đi du lịch thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà với giá 990 mà có đèn ngủ nè, sạc được 3 món của Apple tuyệt vời như vậy thì mình nghĩ là hiện tại là không có đối thủ các bạn ha. Với mức giá này chưa thấy đối thủ á. Đó. Đó. Bài bản rất là nhanh chóng, dễ hiểu. Các bạn có nhu cầu thì click vào cái đường link mình để ở bên phần mô tả của video ha. Sản phẩm sẽ được giao tận nơi tới nhà các bạn. Đó. Mình kết nhất là thứ nhất là cái màu trắng. À, thứ hai là cái đế này nó khá gọn gàng và công năng nó đầy đủ. Thứ ba là cái đèn. Cái đèn này là mình thấy chưa có hãng nào có. Và đây là một cái đèn ngủ phải nói là rất là hiệu quả ha. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà cực kỳ thực dụng và hiệu quả. Các bạn thấy sáng quá thì các bạn cứ tắt cái đèn ngủ đi ha. Rồi muốn mờ mờ một chút hoặc là muốn sáng hơn và sáng hơn nữa thì ba nấc. Ban đêm nó lên cái đèn của cái iPhone nhìn khá đẹp ha. Rồi các bạn, một sản phẩm rất thực dụng, đơn giản, hiệu quả đến từ Bisen. Mình kết thúc video này ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.